Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 20 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Campuchia bỏ xây đập Mekong, Việt Nam giúp Lào chặn nước. Campuchia vào hôm 18 tháng 3 đã đưa ra một quyết định bất ngờ nhưng rất đúng đắn, đó là ngưng phát triển đập thủy điện trên dòng sông Mekong. Ông Vichcha Zona, một quan chức cấp cao của Bộ Khai mỏ và Năng lượng của Campuchia cho biết nước này sẽ không phát triển các đập thủy điện mới trên sông Mekong trong vòng 10 năm tới. Đây là hình ảnh đập điện Hạ Sian 2 của tỉnh Trung Treng, Campuchia, được xây dựng trên sông Thô Lơ San, phụ lưu lớn của sông Mekong. Vị quan chức này cho biết chính quyền nước này đã ra quyết định trên theo khuyến nghị của một nghiên cứu của Nhật Bản rằng Campuchia nên phát triển các nguồn năng lượng khác, bao gồm điện than, khí thiên nhiên và năng lượng mặt trời, hoặc nhập khẩu năng lượng từ các nước láng giềng. Quan chức này được trích lời nói rằng, trong kế hoạch 10 năm này, từ năm 2020 cho đến năm 2030, chúng tôi không có kế hoạch phát triển đập thủy điện trên sông Mekong. Trước đây, Campuchia từng thông báo kế hoạch phát triển hai đập thủy điện là Sambor và Trung Treng trên sông Mekong, nhưng cả hai dự án đều bị hoãn lại. Điện từ đập thủy điện mới hoàn thành Dong Sang Ho ở Lào hiện đang được bán cho Campuchia theo một hợp đồng dài 30 năm. Cũng theo hãng truyền thông thông tấn Reuters, Campuchia gặp thách thức về thiếu điện vào năm 2019 là một năm thiếu điện tồi tệ nhất của quốc gia này do nhu cầu về điện năng lượng cao liên tục đến bùng nổ xây dựng các dự án do Trung Quốc xây dựng đầu tư. Chỉ 48% điện của Campuchia là từ nguồn sản xuất trong nước. Năm ngoái, Campuchia nhập khẩu 25% năng lượng từ Việt Nam và Thái Lan. Và quyết định này đồng nghĩa với việc nước láng giềng Lào, vốn mới khánh thành hai đập trong vòng 6 tháng qua, là quốc gia duy nhất ở hạ nguồn sông Mekong có kế hoạch phát triển đập thủy điện trên sông này với sự đầu tư của Việt Nam. Đây là hình ảnh đập thủy điện Sabori của Lào được xây dựng và vận hành vào năm ngoái. Ngày 29 tháng 10 năm 2019, Lào bắt đầu cho vận hành đập thủy điện Sabori và tiếp tục đến là vận hành con đập Don Song. Đây là hai đập thủy điện nằm trên dòng sông chính của sông Mekong. Đã và đang gây rất nhiều tranh cãi giữa Lào, Thái Lan, Campuchia cũng như Việt Nam ở hạ nguồn sông Mekong. Cũng vào thời điểm cuối năm 2019, MRC, Ủy hội sông Mekong cho biết Lào đang chuẩn bị tham vấn dự án thủy điện Luang Prabang có công suất 1.410 MW, nằm cách thị trấn Luang Prabang khoảng 30 cây số. Nếu không có gì thay đổi, đập Luang Prabang được khởi công và xây dựng vào tháng 7 năm 2020, sau khi đã hoãn hơn 10 năm. Điều đáng chú ý là nhà đầu tư lớn nhất của dự án này là Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, viết tắt là PV Power, một công ty quốc doanh của Việt Nam. PV Power góp 38% vốn, tương đương khoảng 1,6 tỷ đô la. Trong dự án thủy điện Luang Prabang dự kiến khởi công vào năm 2020 và hoàn tất vào năm 2027. Nhà máy sẽ được đặt tại làng Hono thuộc tỉnh Luang Prabang, cách thủ phủ tỉnh khoảng 25 km và cách đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam khoảng 2.036 km. Và điểm mâu thuẫn là cuối năm 2010, khi Lào thông báo kế hoạch xây đập Sambori trên sông Mekong, Việt Nam là nước phản đối mạnh mẽ nhất, nay lại đồng ý đầu tư xây dựng đập thủy điện Luang Prabang. Việt Nam được gọi đây là tự bắn vào chân mình. Đây là hình ảnh PV Power tổ chức hội thảo về thủy điện Luang Prabang vào tháng 6 năm 2019. Vào cuối năm 2010, khi Lào thông báo về kế hoạch xây dựng đập Sabori trên sông Mekong, Việt Nam đã kêu gọi tạm hoãn dự án 10 năm vì các tác động của nó đến đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Theo tác giả Phú Lộc, sau gần một thập kỷ phản đối, giờ đây Việt Nam lại trở thành đối tác của Lào trong dự án xây điện lập thủy điện Luang Prabang. Và chính phủ Việt Nam dường như đã thay đổi thái độ và đứng về phía những dự án có khả năng hủy hoại dòng sông, cũng như tương lai của 60 triệu người phụ thuộc vào nó ở hạ nguồn. Còn theo bác sĩ, nhà văn, nhà hoạt động môi trường Ngô Thế Vinh, nổi tiếng với các tác phẩm như Cửu Long, Cạn Dòng, Biển Đông Dậy Sóng và Mekong, Dòng Sông, Nghẽn Mạch, nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và luôn bị chi phối bởi các nhóm lợi ích
không những đã không có tiếng nói quyết liệt ngăn chặn mà còn có vốn đầu tư xây dựng, thực hiện dự án tai hại ấy, có thể ví như một hành động cầm súng tự bắn vào chân mình. Và qua những hành động này thì hạn nặng của đồng bằng sông Cửu Long càng ngày sẽ càng trở nên khốc liệt hơn. Và các chuyên gia đánh giá dự án thủy điện Lưu Phong Băng sẽ hủy hoại nguồn cá, mất trầm tích và thay đổi dòng chảy, gây nguy hại đến an ninh lương thực và sinh kế của cộng đồng lưu vực sông, trong đó có toàn bộ vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Đây là hình ảnh bức ảnh chụp ngày 28 tháng 10 năm 2019 cho thấy dòng sông Mekong cách đập Seabury hơn 297 km trong tình trạng luôn khô nước nghiêm trọng như vậy. Các đập thủy điện đã ngăn chặn sự di cư của khoảng 160 loài cá. Các nguồn cá di cư không thể đến được nơi sinh sản và đang gặp nạn. Các chuyên gia cho biết cá cần phải di cư về nơi thượng nguồn xa xôi, tức là Bắc Lào, để sinh sản và cá con quay trở lại vùng đồng bằng ngập nước của đồng bằng sông Cửu Long và biển hồ để kiếm ăn. Bất kỳ trở ngại nào đối với sự di cư của cá có thể đẩy chúng đến bờ vực tuyệt chủng. Bên cạnh đó, việc thiếu phù sa và trầm tích hàng năm của đồng bằng sông Cửu Long thay vì được bồi đắp thì đang trong quá trình tan rã do xâm nhập ngập mặn và mực nước biển dâng cao. Sự trù phú một thời của đồng bằng này đang dần dần biến mất. Mùa lũ về muộn hơn dẫn đến thiếu nước, trong khi các mạch nước ngầm ở tứ giác Long Xuyên, Đồng Tháp 10 đang dần cạn kiệt. Hiện nay, miền Tây cũng đang trải qua đợt hạn mặn được coi là gay gắt bậc nhất lịch sử, vượt qua cả kỷ lục vào năm 2016. Hiện tại, nước mặn đã ảnh hưởng đến 10 trên tổng số 13 tỉnh ở thành ở đồng bằng sông Cửu Long, từ Đồng Tháp, An Giang đến Cần Thơ. Theo các nhà môi trường, những con đập quy mô lớn, đặc biệt là những con đập được xây dựng trên dòng sông chảy chính của sông, là nguyên nhân chính gây ra đã khủng hoảng sông Mekong và ảnh hưởng đến sự khô hạn ngày càng khốc liệt tại đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Và những tác động tiêu cực của đập Lưu Phong Băng đối với 20 triệu người dân Việt Nam tại vùng đồng bằng sông Cửu Long là thấy rất rõ. Vậy tại sao cho đến thời điểm này Việt Nam vẫn tiếp tục đầu tư xây đập? Có phải là do nỗi sợ Trung Quốc sẽ cướp mất công trình này và càng siết chặt hơn nữa gọng kìm để khống chế Việt Nam hay không, mặc dù họ cùng chung ý thức hệ chủ nghĩa cộng sản? Đây là hình ảnh người dân đồng bằng sông Cửu Long đang khóc ròng những cánh đồng lúa chết vì khô và hạn nắng. Trung Quốc đang có một quyền lực rất lớn đối với các quốc gia hạ nguồn, với gần 10 đập thủy điện ở thượng nguồn và kế hoạch xây thêm 3 con đập ở hạ lưu phần sông Mekong của Lào, Don Chokri, Bắc Cây và Bắc Lây là 3 nơi đó. Các tập đoàn, các đập của Trung Quốc ở thượng nguồn sông Mekong đã giữ lại một lượng nước khổng lồ. Trong mùa khô và thời kỳ hạn hán, nước từ các đập thượng nguồn của Trung Quốc chiếm 40-50% lượng nước trong hệ thống Mekong, và lượng nước này có thể được dùng để giảm hạn hán ở hạ lưu nếu họ muốn. Nhưng Việt Nam là người hiểu Trung Quốc hơn ai hết. Sẽ thật bất ngờ nếu Trung Quốc thật tâm giúp nước láng giềng giảm hạn hán. Vào năm 2016, với kỳ hạn hán kỷ lục, Trung Quốc xả đập với lưu lượng có 2.100 m3 một giây và nước đã không tới được đồng bằng sông Cửu Long. Đến năm nay, tình trạng còn khốc liệt hơn năm 2016. Trung Quốc vào ngày 20 tháng 2 năm 2020 tuyên bố xả nước các đập thủy điện của mình trên sông Mekong để giúp đỡ các quốc gia láng giềng đối phó với khô hạn, nhưng chỉ với mức 850-350 m3 một giây, chưa bằng một nửa so với năm 2016, thì nước cũng không tới nổi đồng bằng sông Cửu Long và người dân vẫn chịu cảnh hạn hán ngày càng khốc liệt như vậy. Và truyền thông nhà nước Việt Nam đã không ngừng rêu rao rằng trong bối cảnh Trung Quốc mở rộng lợi ích dọc sông Mekong, Việt Nam đã nhanh trí đi tắt đón đầu, chủ động đầu tư xây đập Lưu Phong Băng để giảm thiểu tác động xấu, tự túc nguồn nước chống hạn trong mùa khô. Nhưng sự thật ra sao? Đây là hình ảnh hệ thống đập chằng chịt làm nghẹt thở dòng sông Mekong. Việt Nam tuyên truyền đến với người dân là mình không lựa chọn nào khác cả. Dù biết quyết định này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến đồng bằng sông Cửu Long, nhưng nếu Việt Nam không phát triển đập thì Trung Quốc sẽ làm. Để sông Mekong không trở thành quân cờ chính trị của Trung Quốc, Việt Nam bắt đầu nắm lấy cơ hội để xây dựng một đập khác ở Lào, và như vậy Việt Nam sẽ nắm giữ được phần nước, từ đó tự túc nguồn nước chống hạn trong mùa khô. Phát biểu tại hội thảo tham vấn về vấn đề quốc gia về dự án thủy điện dòng chính Lưu Phong Băng vào ngày 4 tháng 11 năm 2019, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Lê Công Thành cho biết rằng
quyết định đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam sẽ giúp Việt Nam chủ động hơn để giảm thiểu tác động xấu từ căn đập này. Ông nói, chúng ta có thể tham gia ngay từ đầu vào quá trình lựa chọn phương án thiết kế, thi công và vận hành công trình trên cơ sở điều tiết đa mục tiêu. Qua đó góp phần giảm thiểu được tác động của không chỉ công trình thủy điện này mà còn là tổ hợp các công trình thủy điện trên dòng chính sông Mekong. Tuy nhiên, quan điểm này bị phản đối bởi nhiều chuyên gia tài nguyên nước, bởi giống như những con đập khác ở Lufabang sẽ làm giảm lượng phù sa và lượng nước đến đồng bằng sông Cửu Long sẽ ngày càng khánh kiệt. Nhà nghiên cứu Ngô Thế Vinh dự báo nếu đập Lufabang được xây dựng trong một thời gian không xa, Việt Nam sẽ chứng kiến thảm họa, sẽ bị xóa đi cả một nền văn minh mật vườn và sẽ có những đợt tị nạn môi sinh khổng lồ vào giữa thế kỷ 21 với hàng chục triệu người dân ở miền Nam Việt Nam. Và qua đây Campuchia đã tỉnh ngộ, Việt Nam như cho đến nay vẫn tiếp tục u mê thay vì phản đối quyết liệt các dự án xây dựng đập trên dòng sông Mekong thì họ lại đầu tư tài chính để xây đập thủy điện cho Lào. Nguy cơ mất nguồn nước ngọt, mất nguồn phù sa và cả vùng châu thổ phì nhiêu của đồng bằng sông Cửu Long chìm dần trong biển mặn là một thực tế đang dần dần hiện ra. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay thứ Sáu ngày 20 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới.